tàu. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Tình yêu con tàu và dòng sông, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và tiếng hát của Cao Huy Thế. À, Giang ơi, bài hát này nè, Huy Thế biết từ lúc Huy Thế còn thôi rất còn là nhỏ, nhỏ đúng không? Nhưng mà cái giai điệu đã ăn sâu vô Huy Thế. Nhưng mà ít Huy Thế ít có dịp để biểu diễn ca khúc này. Mà hình như Huy Thế thấy cái bài hát này bây giờ ít có ai thể hiện lắm. Bài này là Hân Nhân biết cũng đúng từ rồi. Lâu lắm dạ. luôn rồi đó. Thế biết từ ca sĩ Cẩm Vân ha. Là hôm nay thì chúng ta sẽ nghe qua phần thể hiện của Huy Thế. Xin mời bạn cùng quý khán giả thưởng thức bài hát này nhé. Em có nghe dòng sông hát cùng bậc trầm, lòng anh say đắm. Con nước mang phù sa vẫn trôi thành dòng bồi đắm bên bờ. Cho những con tàu mang bao nhiêu yêu thương xuôi về bên đời. Tàu anh theo gió ra khơi, dòng sông em mãi mong chờ. Hãy lắng nghe dòng sông bằng nhịp thời gian miên man, con nước yêu thương vô về. Hãy hát câu tình ca, tàu ra khơi xa, dòng sông tư tư gợi theo câu hát. Em vẫn như dòng sông hát dù ngọt ngào tình yêu đất nước, mang trái tim dòng sông thiết tha dạt dào cuộc sống mong chờ. Anh sẽ mang tình em con sông yêu thương qua cơn sóng gào, tàu anh xuôi bến quê hương, dòng sông em hát ngọt ngào. Có nghe dòng sông hát cùng bậc trầm, lòng anh say đắm. Con nước mang phù sa vẫn trôi thành dòng bồi đắm bên bờ. Cho những con tàu mang bao nhiêu yêu thương xuôi về bên đời. Tàu anh theo gió ra khơi, dòng sông em mãi mong chờ. Hãy lắng nghe dòng sông bằng nhịp thời gian miên man, con nước yêu thương vỗ về. Hãy hát câu tình ca, tàu ra khơi xa, dòng sông tương tư gửi theo câu hát.
vẫn như dòng sông, hát dù ngọt ngào tình yêu đất nước. Mang trái tim dòng sông thiết tha dạt dào cuộc sống mong chờ. Anh sẽ mang tình em con sông yêu thương qua cơn sóng gào. Tàu anh xuôi bến quê hương, dòng sông em hát ngọt ngào. Tàu anh xuôi bến quê hương, dòng sông hát khúc chờ mong. Phải gọi rằng là lâu lắm rồi em mới nghe lại ca khúc này. Vâng, rất là hay. Và Hương Giang thấy comment của quý khán giả xem live stream nè, hay quá nè, thấy em của Suri, các bạn nhiều lắm. Suri Nguyễn nè, bạn Quỳnh Hải Đăng nữa nè, anh Quỳnh Hải Đăng nè, hay, rất thích bài này lắm luôn. Thấy rất là vui và hạnh phúc khi được các bạn đã ủng hộ và đồng cảm cùng như thế trong cái khúc này nha. Còn Thanh Hoàng thì hồi nãy nói là bài có úa hay quá nè, nhạc buồn nè, ha, tình cảm, rồi bạn Hải Đăng thì nói là chương trình này mới như rất là hay, là mạch lạc thú vị, ước gì thực hiện một tuần một lần. Vâng, ekip ghi nhận điều này ha, cảm ơn bạn rất là nhiều và sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của khán giả gần xa ha. Và chương trình cũng đã thấy được